những vai diễn kinh điển khó ai có thể vượt qua của Sao Hoa ngữ, phần 1. Điện ảnh Trung Hoa có những vai diễn đã trở thành kinh điển, hình ảnh Sao Hoa ngữ dường như đã đóng khung trong lòng khán giả, đến mức mỗi khi nhắc đến tên họ là khán giả nhớ ngay đến những vai diễn ấy, và cũng chưa từng có một diễn viên nào đủ khả năng vượt qua cái bóng quá lớn của họ. Theo bạn, trong những vai diễn sau đây, vai diễn nào là ấn tượng và khó thay thế nhất trong lòng khán giả? Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng. Là nhân vật quá nổi tiếng, có lẽ mọi lời tán thưởng, khen ngợi, diễn xuất dành cho Lục Tiểu Linh Đồng đã quá thừa thãi. Nhân vật Tô Ngộ Không trong Tây Du Ký 1986 của Lục Tiểu Linh Đồng là phiên bản Tô Ngộ Không thành công nhất, được yêu mến nhất và chưa có một diễn viên nào thể hiện được đến trình độ như Lục Tiểu Linh Đồng. Đối với Lục Tiểu Linh Đồng mà nói, Tô Ngộ Không không đơn thuần chỉ là một vai diễn, hơn thế, nó thực sự đã trở thành một mối lương duyên kỳ lạ trong đời ông. Lục Tiểu Linh Đồng sinh ra trong một gia đình có truyền thống về xiếc dân gian, màn biểu diễn gia truyền qua nhiều đời chính là Tây Du Ký. Có thể nói, Lục Tiểu Linh Đồng thành công với vai diễn Mỹ Hầu Vương không chỉ do tài mà còn nhờ cái tâm, sự tri ân và trách nhiệm đối với nhân vật. Một khi hội đủ những yếu tố này, Mỹ Hầu Vương mới trở nên sống động đến thế. Từ trước tới nay, Tây Du Ký luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim trong và ngoài Trung Quốc. Số phim phóng tác từ bộ tiểu thuyết này nhiều không đếm xuể. Số lượng diễn viên vào vai Tô Ngộ Không cũng ngót nghét con số 20. Tuy nhiên, các bậc mã ôn đời sau đều không vượt qua nổi Lục Tiểu Linh Đồng. Không thiếu điểm này thì cũng khiếm khuyết chỗ khác. Không cần phải sắm hẳn một mặt nạ silicone hàng hiệu như Ngô Việt sau này, nhưng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn rất đúng chất khỉ. Ánh mắt tinh anh, cử chỉ linh hoạt của ông đã lột tả được hết sự tinh nghịch trẻ con, khí chất trượng nghĩa và ngay thẳng của Tô Ngộ Không. Lục Tiểu Linh Đồng không chỉ vẽ nên một Tô Ngộ Không chân thật như từ truyện bước ra, mà còn vẽ nên tuổi thơ tươi đẹp cho biết bao thế hệ. Đã gần 30 năm đi qua, nhưng Tây Du Ký vẫn được rất nhiều đài truyền hình phát lại trong dịp hè. Vai Tô Ngộ Không cũng là vai diễn ám ảnh Lục Tiểu Linh Đồng, và chính ông cũng thừa nhận, mặc dù sau đó nhận nhiều vai diễn mới, nhưng ông không thể thoát khỏi vận khỉ. Khán giả còn cho rằng dù có 10, 20 năm hay 30 năm nữa trôi qua, với các phiên bản tân Tây Du Ký, nhưng không ai có thể vượt qua được tượng đài Tô Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng. Bao Công, Kim Siêu Quần. Năm 1993, Kim Siêu Quần vào vai Bao Chững trong phim truyền hình Bao Thanh Thiên. Đây được xem là một thử thách vô cùng khó khăn dành cho Kim Siêu Quần. Nam diễn viên tâm sự, không ai dám nhận diễn Bao Công cả. Trước khi quay bộ phim này, đã có rất nhiều phiên bản Bao Công xuất sắc rồi. Nhưng việc gì cũng sẽ có người dám liều mạng. Tôi chính là người đó. Kim Siêu Quần tập trung toàn bộ sức lực và tâm trí cho vai Bao Chững. Ông đọc kịch bản đến thuộc lòng, thậm chí thuộc luôn cả lời thoại của nhân vật khác. Để nhập vai một cách tốt nhất, ông xem đi xem lại các bộ phim, vở kịch, đọc lại sách về nhân vật Bao Chững. Kim Siêu Quần đã tạo nên một hình ảnh Bao Thanh Thiên với vầng trăng sáng trên trán, gương mặt đen như than, cùng tiếng nói vang vọng đi vào ký ức của bao nhiêu thế hệ khán giả. Vai diễn đã mang về cho ông giải thưởng danh giá Chuông Vàng hạng mục nam chính xuất sắc. Sau khoảng thời gian hoàng kim với vai diễn trên, Kim Siêu Quần vẫn rất nặng tình với nhân vật và chỉ nhận đúng vai Bao Chững, bất kể là phim do Đài Loan, Hồng Kông hay Trung Quốc sản xuất. Tính riêng vai diễn Bao Thanh Thiên, Kim Siêu Quần đã có vài trăm tập phim. Có nhiều diễn viên cùng thể hiện vai Bao Công, nhưng chỉ mỗi Kim Siêu Quần là chiếm được tình cảm của khán giả. Từ ngoại hình đến phong cách diễn xuất, có thể nói vai Bao Công đã làm thăng hoa cuộc đời nghệ thuật của ông. Hòa Thân, Vương Cương. Vương Cương sinh năm 1948 tại Liêu Ninh. Ông bắt đầu đóng phim vào năm 1984. Vương Cương chuyên đảm nhận những vai phản diện. Tuy nhiên, trái với diễn viên Lý Minh Khải, Dung Mama trong Hoàng Châu Cách Cách, ông lại được khán giả rất yêu quý. Đặc biệt, nhân vật hòa thân của Vương Cương trong Tể Tướng Lưu Gù trở thành vai diễn gắn liền với tên tuổi của ông. Tới nỗi, khán giả còn nhận định rằng, ngoài ông ra thì chẳng ai có thể làm tròn trịa hòa thân cả. Với tài năng của mình, ông đã lột tả được sự nham hiểm, độc địa, nịnh hót, cơ hội, nhưng đôi lúc cũng rất hài hước, lãng mạn, đa tình của hòa thân. Vai diễn này đã mang về cho ông giải điện ảnh nghệ thuật Xuân Yến Bắc Kinh và giải Kim Ưng lần thứ 14 hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc. Vương Cương đã đóng vai hòa thân trong gần 10 bộ phim Tể Tướng Lưu Gù năm 1994, Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam 2000-2002, Mộc Đoạn Tử Cấm Thành 2002,
Thiên Tử Áo Vải 2003, Luân Hải Bách Niên 2004, Thiết Tướng Quân 2005, Thiếu Niên Gia Khánh 2006. Ngoài đời, Vương Cương đã có 3 đời vợ. Ông có với người vợ thứ nhất một con gái năm nay đã hơn 30 tuổi. Hiện tại, ông sống hạnh phúc bên người vợ thứ ba, kém ông 20 tuổi, diễn viên Trịnh Diễm Đông. Hai vợ chồng có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Đinh Đinh vào năm 2008. Hiện nay, Vương Cương gần như đã từ giã sự nghiệp diễn xuất. Ông chủ yếu tham gia vào các hoạt động từ thiện và thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện hoặc chương trình truyền hình. Lục Y Bình trong Tân Dòng Sông Ly Biệt và Tiểu Yến Tử trong Hoàng Châu Công Chúa do Triệu Vy đóng. Có thể khẳng định sự nghiệp của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng phất lên như diều gặp gió nhờ bộ phim kinh điển Hoàng Châu Công Chúa, đặc biệt là Triệu Vy đóng vai Tiểu Yến Tử khi chỉ mới 18 tuổi. Đây cũng là bộ phim được chiếu đi chiếu lại từ năm này qua năm khác tại khắp các quốc gia châu Á mà khán giả coi vẫn không thấy chán, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như xem lần đầu. Triệu Vy luôn được coi là nàng Tiểu Yến Tử hoàn mỹ nhất bước ra từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Với đôi mắt to tinh nghịch, thông minh và nụ cười hồn nhiên lém lĩnh, nàng đích thực là én nhỏ hoàn mỹ không có đối thủ. Nhờ đó, bản phim Hoàng Châu Cách Cách năm 1997 cũng là phần hay nhất trong số những phiên bản chuyển thể từ bộ truyện cùng tên. Dù những Tiểu Yến Tử đời sau như Huỳnh Dịch hay Lý Thành có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua cái bóng của én nhỏ Triệu Vy. Nhờ bệ phóng thành công này, Triệu Vy tiếp tục đảm nhận thêm nhiều vai diễn ấn tượng, nâng tầm cô trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất điện ảnh châu Á. Và sau này, bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt ra mắt năm 2001 đã đưa sự nghiệp của bộ tứ quyền lực Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ bước lên một tầm cao mới. Đặc biệt vai Lục Y Bình với nội tâm phức tạp, giằng xé giữa yêu và hận được Triệu Vy lột tả xuất sắc. Vì vậy, mới đây khi thông tin Tân Dòng Sông Ly Biệt được Quỳnh Dao làm lại phiên bản mới với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh, vai Lục Y Bình đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người hâm mộ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Lâm Đại Ngọc, Trần Hiểu Húc. Hồng Lâu Mộng, bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tào Tuyết Cần có nhiều phiên bản và cũng có nhiều mỹ nhân đã đảm nhận vai Lâm Đại Ngọc. Tuy nhiên, nhắc tới vai diễn này, khán giả sẽ nghĩ ngay đến Trần Hiểu Húc, người thể hiện quá thành công trong phiên bản 1987. Một Lâm Đại Ngọc liệu yếu đào tơ, mỏng manh như sương mai với ánh mắt buồn vời vợi của nữ diễn viên Trần Hiểu Húc trong bản phim này đã trở thành kinh điển và gắn liền với tên tuổi của cô. Từ đó, dường như không có một nữ diễn viên nào có thể vượt qua được hình ảnh chuẩn mực cho vai Lâm Đại Ngọc như Trần Hiểu Húc đã làm. Nhiều khán giả đánh giá, diễn xuất của Trần Hiểu Húc không thuộc dạng quá xuất chúng. Vai diễn Lâm Đại Ngọc được như vậy, hầu như chỉ do nó quá giống với con người Trần Hiểu Húc. Nói cách khác, bản thân Trần Hiểu Húc đã là hiện thân của Đại Ngọc, đã là em Lâm bước ra từ cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Chính nữ diễn viên này cũng từng thú nhận rằng cô được chấm bởi có cốt cách giống Đại Ngọc, chứ không phải do gương mặt với vẻ đẹp cổ điển. Hồng nhan bạc phận như chính vai diễn của mình, vào tháng 5 2006, Trần Hiểu Húc bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú. Một năm sau, cô qua đời, hưởng dương 41 tuổi. Sự ra đi của cô đã khiến hàng ngàn người hâm mộ bàng hoàng, đau buồn trong một khoảng thời gian dài. Khi trào lưu remake tứ đại danh tác bùng nổ, vai diễn Lâm Đại Ngọc huyền thoại được đạo diễn Lý Thiếu Hồng giao cho nữ diễn viên trẻ Tưởng Mộc Tiệp. Nhưng cứ thử nhìn rổ đá mà khán giả ưu ái dành cho gương mặt trẻ này là đủ hiểu Đại Ngọc Tưởng Mộng Tiệp đã thất bại thế nào. Trình Điệp Y, Trương Quốc Vinh. Trong sự nghiệp điện ảnh sáng chói, Trương Quốc Vinh có hàng chục vai diễn xuất sắc. Nhưng được nhắc tới nhiều hơn cả, chắc chắn là Trình Điệp Y trong kiệt tác Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trần Khải Ca, vai diễn đã khẳng định tầm vóc quốc tế của anh. Có thể nói, diễn xuất của Trương Quốc Vinh trong phim Bá Vương Biệt Cơ có 102. Anh hoàn toàn làm lu mờ tất cả những gì thuộc về bộ phim. Khi khán giả xem xong dù choáng ngợp, nhưng sau đó chỉ nhớ đến vai diễn Trình Điệp Y của anh. Từ cái liếc nhìn, sự đam mê được kiềm chế, dáng đứng yểu điệu, bước đi nhỏ nhắn, đến những cử chỉ mềm mại yêu kiều, tất cả đều được anh lột tả tinh tế đến hoàn hảo. Trên màn ảnh từ xưa đến giờ, vẫn chưa có một nam diễn viên nào đóng vai nữ hay như Trương Quốc Vinh. Đến mức tại liên hoan phim Cannes 1993,
một thành viên trong ban giám khảo đã bỏ phiếu cho anh trong cả hai hạng mục nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Từ bá vương biệt cơ, Trương Quốc Vinh đã trở thành một cái tên tầm cỡ được kính trọng trên ảnh đàn quốc tế. Đông Phương Bất Bại, Lâm Thanh Hà. Đông Phương Bất Bại là nhân vật kỳ lạ nhất, đồng thời cũng đặc biệt nhất trong bộ tiểu thuyết Võ Hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ. Vì mãi mê luyện quỳ hoa bảo điển nên tẩu hỏa nhập ma, trở nên bán nam bán nữ. Nhiều lần được đưa lên màn ảnh nhỏ phim truyền hình, Đông Phương Bất Bại chỉ là vai phụ. Nhưng với đạo diễn Trình Tiểu Đông, ông đã dành hẳn một phim cho Đông Phương Bất Bại qua diễn xuất của Lâm Thanh Hà. Vai diễn này của Lâm Thanh Hà khiến nhiều người sửng sốt khi cô từ một thiếu nữ trong trẻo của phim Quỳnh Dao trở thành nhân vật Đông Phương Bất Bại xinh đẹp, sắc sảo đến khó lường trong phim Võ Hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 1991, đã đưa tên tuổi của cô trở thành đại minh tinh tài sắc hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ thời bấy giờ. Có lẽ khó ai có thể quên được hình ảnh một Đông Phương Bất Bại ngạo nghễ, kiêu hãnh nhưng cũng chất chứa đầy tâm trạng. Tuy phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ này quá khác so với nguyên tác, song nó vẫn được đông đảo khán giả yêu thích nhờ khí chất và sự cuốn hút ngàn năm có một của Lâm Thanh Hà. Với vai diễn này, phiên bản Đông Phương Bất Bại của Trần Kiều Ân dù được đánh giá cao nhưng vẫn không thể vượt qua tượng đài bất hủ này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!